Bị thanh sắt đâm xuyên chân, Nhật Kim Anh vẫn cố nén đau tổ chức sự kiện. Ít ngày trước sự kiện, nữ ca sĩ Thà Người Đừng Hứa không may gặp chấn thương ở chân. Cô phải chống nạn, phải nhờ sự giúp đỡ của người thân để đón tiếp khách mời. Sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật ở cả lĩnh vực ca hát và diễn xuất, thời gian gần đây Nhật Kim Anh chuyển hướng sang kinh doanh và tự tổ chức nhiều sự kiện với sự ủng hộ của đồng nghiệp trong giới. Dù đến từ sớm, nhưng lần này Nhật Kim Anh không thể chạy đôn đáo để chuẩn bị. Ít ai biết trước ngày tổ chức sự kiện, nữ ca sĩ gặp chấn thương ở bàn chân do cửa kính trong nhà bị vỡ và không may. Mảnh kính lớn đã đâm xuyên thẳng vào chân Nhật Kim Anh, làm chảy máu rất nhiều, thậm chí nhiễm trùng và mân mụn suốt những ngày qua. Tuy đã được đưa tới bệnh viện để xử lý vết thương và theo dõi, nhưng trong sự kiện quan trọng này, Nhật Kim Anh di chuyển rất khó khăn. Cô phải chống nạn hoặc nhờ sự giúp đỡ của người thân. Có mặt tại sự kiện ra mắt sản phẩm riêng, Nhật Kim Anh gây chú ý bởi thần thái rạng ngời, đặc biệt với sự trợ giúp của chiếc nạng. Dù vết thương ở chân đang viêm nặng, Nhật Kim Anh vẫn cố gắng hết sức giữ phong độ rạng rỡ nhất. Nói về việc lo kiếm tiền và ít dành thời gian cho gia đình, nữ ca sĩ chia sẻ, biết làm sao được, có lựa chọn nào hoàn hảo đâu. Trong cuộc sống, bản thân luôn phải lựa chọn thôi. Nếu ôm con cả ngày nhưng không có kinh tế lo cho tương lai của con, thì có phải chết cả mẹ và con không? Vậy nên tôi sẽ làm việc, dù mệt mỏi căng thẳng, nhưng chủ động về kinh tế, đảm bảo tương lai cho con. Đối với tôi, con là quan trọng nhất, ngày nào rảnh sẽ chạy về với con ngay. Khi con ốm, tôi sẽ bỏ mọi việc ở bên và chăm sóc con. Từng phải dừng lại 2 năm vì trầm cảm sau khi sinh tin, giờ đây, mọi cơ hội đến với mình tôi đều quý, trân trọng và không muốn bỏ lỡ. Giai đoạn khủng hoảng nhất cuộc đời tôi cũng đã hơn 1.5 năm rồi. Bình yên đã trở lại nên tôi cứ thoải mái làm việc. Cuộc sống có bao giờ là đủ đâu. Tôi cố gắng tích lũy, đến khi con học hành đàng hoàng thì sẽ nghĩ tới mình, cô nói thêm. Thời gian gần đây, ngoài vai trò diễn viên ca sĩ, giọng ca Yêu Người Đã Xa còn khá suôn sẻ khi rẽ hướng kinh doanh riêng. Cô may mắn được khán giả ủng hộ ở nhiều vai trò khác nhau. Rất đông các nghệ sĩ đã góp mặt tại sự kiện này để chúc mừng người bạn đồng nghiệp như vợ chồng ca sĩ Lâm Khánh Chi, Hoàng Thùy Linh, Nguyên Vũ Kha Ly, Đinh Bảo Yến, Khánh Đơn. Hoàng Thùy Linh diện đầm trắng thanh thoát bất ngờ xuất hiện thân thiết bên Nhật Kim Anh. Lâm Khánh Chi được chồng tháp tùng đi sự kiện, cô diện đầm dạ hội lộng lẫy. Vợ chồng nhạc sĩ Khánh Đơn cũng tham dự sự kiện, ngồi cùng hàng ghế của Kha Ly.